Chào tái ngộ quý vị khán giả đang theo dõi chương trình phóng sự cộng đồng của Đài Việt TV thành phố Houston, Texas. Đến với buổi gây quỹ ủng hộ ứng cử viên Brian Chu, tranh cử vị trí dân biểu tiểu bang Texas khu vực 149. Kính thưa quý khán giả của Đài Việt TV, ngày hôm nay chúng tôi đã mời rất là nhiều các thân hữu, bạn bè cũng như là đồng hương ở thành phố Houston đến đây để tham dự cái chương trình gây quỹ. Như quý vị cũng thấy là cái cuộc tranh cử đã tới thời kỳ vào cái giai đoạn cuối, chỉ còn có 3-4 tuần nữa mà thôi. Nhất là 2 tuần nữa là bắt đầu cái early voting. Thì ngày hôm nay trong cái buổi tiệc gây quỹ, nhưng mà cũng là một cái dịp để mà chúng tôi chia sẻ những cái diễn tiến của cái cuộc tranh cử đến tới tất cả các đồng hương, để quý vị biết được là những cái diễn tiến nó như thế nào. Thì những cái công việc mà tôi đã làm trong suốt những năm tháng vừa qua thì chắc chắn là chúng tôi sẽ tiếp tục làm công việc đó, sẽ tiếp tục sát cánh và ủng hộ những anh em trong hội đồng đại diện cộng đồng để mà chúng tôi có những cái dự án đang muốn thực hiện. Chẳng hạn như là chúng tôi rất là muốn làm thế nào để mà trả dứt cái nợ của cái trụ sở cộng đồng và dời cái trụ sở đó về một cái khu vực mà thuận tiện cho đồng hương ở Việt Nam trên khu Bel Air. Thì đó chỉ là một cái dự án mà chúng tôi đang dự tính làm. Tôi là Phong Lê, tôi là một trong cử tri Việt Nam mà tôi ủng hộ cho Chu Văn Cương. Cái lý do mà tôi ủng hộ cho Chu Văn Cương là Chu Văn Cương, tôi biết Chu Văn Cương cũng nhiều năm, mà Chu Văn Cương là người rất là trẻ mà có rất là nhiệt tình đóng góp cho cái cộng đồng của Việt Nam của chúng ta. Tôi nghĩ rằng Chu Văn Cương là người vừa có trình độ mà vừa có tâm huyết nữa, cho nên tôi ủng hộ anh Cương và kêu gọi là cử tri ủng hộ cho Chu Văn Cương. Tôi đồng ý xin nhắc nguyên nhận thấy ứng cử viên Dr. Brian Chu có đầy đủ các đức tính nhân trí dũng mà một người dân cử cần có, và đó là lý do để tôi ủng hộ Dr. Brian Chu. Đưa một gương mặt mới đầy đủ nhân trí dũng, thông minh, nhạy bén, có kiến thức, có chí khí, có tài hùng biện ngoại giao, vào đấu tranh đem lại những quyền lợi thiết thực nhất cho cư dân và quốc tế nói riêng, và đem lại niềm hãnh diện cho người Mỹ gốc Việt chúng ta nói chung. Xin quý vị hãy dồn phiếu cho ứng cử viên Brian Chu, tức nhà sĩ Chu Văn Cương. Tôi ủng hộ ông Chu Văn Cương là vì lý do chúng tôi sinh hoạt ở cộng đồng người Việt quốc gia Houston và vùng phụ cận. Thì ông Chu Văn Cương gắn bó với cộng đồng trong nhiều năm qua, nhìn vào cái nỗ lực và cái sự cố gắng của ông, cái quyết tâm của ông, rồi những cái cố gắng trong cái thời gian học tập mà vẫn phải lo cho gia đình, thì cái sự cố gắng đó nó có chứng tỏ một con người có quyết tâm và có sự nhẫn nại rất là lớn, kiên trì rất lớn. Kính thưa quý vị, cá nhân chúng tôi lúc nào cũng chấp nhận bất cứ những chỉ trích về những khuyết điểm, những cái dở của tôi, những cái yếu kém của tôi, thậm chí còn kêu tôi là thằng này thằng nọ. Đối với tôi, tất cả những điều đó là những chuyện bình thường trong một cuộc tranh cử. Nhưng tôi có một yêu cầu với những ủng hộ viên của tôi, những người nào mà những dùng thủ đoạn như chụp mũ, đặt chuyện vu khống, ăn nói lăng mạ, tôi xin yêu cầu những ủng hộ viên của tôi không được tiếp tục, và nếu tiếp tục thì chúng tôi xin mời ra khỏi ban tranh cử ngay lập tức. Vừa rồi là một vài hình ảnh do nhóm phóng viên của Đài Việt TV ghi nhận được. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Chào tạm biệt quý vị.